trân trọng mời các quý vị đại biểu đứng dậy để chuẩn bị làm lễ. Chương trống bắt đầu. Trân trọng kính mời hai vị quan đán và các ông bà đại diện cho lãnh đạo của hai địa phương lên dâng hương. Xin trân trọng giới thiệu quan đán làng Cẩm Giang ông Nguyễn Đức Thuần, quan đán phường Thị Bản ông Nguyễn Cảnh Long, ông Trần Cầu Hoạt bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng nhân dân phường Đồng Nguyên, ông Nguyễn Viên Doanh bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng nhân dân phường Đình Bản, ông Nguyễn Văn Sơn, phó trưởng phòng văn hóa thị xã Từ Sơn, ông Nguyễn Thanh Hải, phó bí thư thường trực đảng ủy, ông Nguyễn Thế Chí, chủ tịch ủy ban nhân dân phường, ông Ngô Tạ Lợi, phó chủ tịch trưởng ban tổ chức lễ hội, ông Nguyễn Văn Hoành, chủ tịch người cao tuổi phường Đình Bản, ông Nguyễn Thanh Mã, trưởng ban quản lý di tích Đình Làng. Xin trân trọng kính mời các vị. Thank you.